Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 17 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm khó quên của những người từng được gặp Bác Hồ. Huyện Phù Cừ kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm. Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2024, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Cả cuộc đời người đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập thống nhất. Các thế hệ người con quê hương Hưng Yên nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Bác Hồ đã lựa chọn, ra sức thi đua học tập, lao động và sản xuất, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày thêm giàu đẹp. Noi gương và nhớ những lời Bác căn dặn khi về thăm Hưng Yên, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cũng trong sáng nay, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cháu học sinh đến dâng hương tưởng nhớ, báo công với Bác. Tháng năm hoa nở rực trời, cả nước tưởng nhớ tới người cha yêu. Ngày sinh nhật Bác đến rồi, chúng con lại thấy bồi hồi trong tim. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho tỉnh Hưng Yên tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng. Được gặp Bác và nghe Bác trò chuyện, dặn dò luôn là ước mơ, mong muốn của biết bao người con Hưng Yên. Nhiều người đã may mắn được gặp Bác dù chỉ một lần, rồi nhớ mãi. 85 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, mỗi lần nhắc đến Bác Hồ, đôi mắt bà Vũ Thị Khép, xã Nghi Dân, huyện Kim Động, vẫn sáng lên niềm kính trọng, tin yêu vô hạn dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hôm ấy là ngày 16 tháng 9 năm 1961, một ngày mùa thu nắng đẹp, sân đình làng Thổ Cốc, xã Nghi Dân, lá cờ hoa rực rỡ. Bà Khép lúc đó đang dạy học cho các cháu mầm non, bất ngờ hạnh phúc được gặp trò chuyện và chụp ảnh cùng Bác. Tôi nhìn thấy Bác đi rất là khoan thai mà mừng lắm, không biết tả mấy cái mừng nỗi gì được. Nhìn thấy Bác chăm chú, vừa mừng vừa vui, vừa muốn rớt nước mắt. Lúc đó Bác mới lên đây, Bác vào trong lớp của tôi, Bác mới cầm bọc kẹo. Bác bảo là thế Bác đố các cháu tay Bác cầm cái gì đây. Các cháu đồng thanh trả lời, thưa Bác cầm bọc kẹo ạ. Có một cháu đứng phắt lên thế này, hô, các bạn ơi, Bác Hồ thật các bạn ơi. Cuối cùng Bác mừng lắm, Bác cười lên, Bác bảo cháu giỏi quá, các cháu giỏi quá, Bác hoan hô các cháu. Từng vừa sinh ra tử, trên những chuyến tàu chi viện cho chiến trường miền Nam, khi công tác ở đoàn tàu không số, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khảng ở xã Hàm Tử, huyện Khói Châu đã có 3 lần may mắn được gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên, người chiến sĩ Hải quân được gặp Bác Hồ vào năm 1959 tại trường huấn luyện bờ biển nơi ông nhập ngũ. Lần thứ hai, ông được gặp Bác Hồ là khi Bác đến đảo Vạn Hoa năm 1961. Lần thứ ba vinh dự được gặp Bác Hồ là khi Bác cùng anh hùng vũ trụ Liên Xô German Titov đến thăm Vịnh Hạ Long năm 1962. Đó là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc trong cuộc đời ông. Bác dặn chiến sĩ là các cháu phải học tập tốt, ăn đủ tốt, sau này ra chiến đấu là phải chiến đấu tốt. Mà Bác nói chỉ độ vào khoảng 15 đến 20 phút là cùng, nhưng mà đầy đủ hết, mà chúng tôi nghe được, học được những cái đó. Gặp Bác 6 lần, đó là vinh dự
của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám, sinh năm 1933 ở xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu. 69 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên được gặp bác, nhưng bà vẫn nhớ như in những khoảnh khắc đầy vinh dự và tự hào đó. Lần đầu tiên ấy là lúc mới đi duyệt binh năm 55, bác Hồ vào tay thì cũng rất phấn khởi. Thế thì sau khi được gặp bác Hồ thì từ đó chúng về tự mình phấn đấu công tác tốt. Cứ những lời bác dạy thì là mình cố gắng, khó khăn thì vượt qua. Hạnh phúc được gặp bác, nhiều người có mặt trong giờ phút lịch sử ấy luôn khắc sâu hình ảnh, tình cảm của người và lấy đó là động lực phấn đấu trong cuộc đời. Thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố Hưng Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua, đợt thi đua đột kích cao điểm, tổ chức lồng ghép thực hiện các đợt thi đua gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tập huấn diễn tập, tuyển quân, hội thi hội thao. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp lễ Tết. Chi trả được 187 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 663 triệu đồng, xét duyệt hồ sơ và đề nghị giám định thương tật cho 30 đối tượng hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trên địa bàn. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang thị xã Mỹ Hào phát động 6 phong trào thi đua, 26 đợt thi đua đột kích cao điểm, nội dung thi đua hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Cùng với đó, lực lượng vũ trang thị xã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác tuyển quân huấn luyện, diễn tập và chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2019 đến nay, thị xã đã giao gần 1.000 công dân cho các đơn vị nhận nguồn, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tổ chức đón nhận 943 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Với những thành tích và kết quả đạt được, Ban Chỉ huy quân sự thị xã được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Sáng nay, Tổ giám sát số 2 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phù Cử. 4 năm qua, 4 năm huyện Phù Cử đầu tư trên 8 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, 98% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom xử lý, 30% rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, hơn 85% hộ gia đình nông thôn thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm nước sinh hoạt, đã triển khai 5 hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu dân cư, vận chuyển rác tại các điểm tập kết về khu xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung khoảng 32.900 tấn. Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, như một số khu dân cư của huyện chưa bố trí rãnh thoát nước, còn tình trạng nước ứ đọng tràn ra ngoài đường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, tình trạng sông Cửu An bị ô nhiễm. Đồng thời đề nghị huyện Phù Cử tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn ô nhiễm, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật, quản lý các nguồn xả thải trên địa bàn theo phân cấp, theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng và chất thải môi trường trên địa bàn theo thẩm quyền được giao, đẩy mạnh hoạt động thanh tra kiểm tra, nhất là thanh tra kiểm tra đột xuất. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đã ở giai đoạn nước rút. Bên cạnh những gói thầu tiến độ còn chậm thì gói thầu số 67 trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến cuối tuần này sẽ có 3 cột điện đầu tiên hoàn thành lắp kết cấu thép. Theo đó, gói thầu số 67 có 9 cột, hiện đã hoàn thành phần móng 100%, trong đó có 3 cột đơn vị thi công đã lắp đặt kết cấu thép đảm bảo hoàn thành trong tuần này. 2/3 cột có giao chéo với đường dây tải điện 35 kV là cột số 310 và 311.
việc lắp dựng cột điện đã được ngành điện Hưng Yên bọc hotline để đảm bảo an toàn điện cho công tác thi công. Với sự nỗ lực của các nhà thầu, dự kiến trong tuần này, 3 cột đầu tiên trong tổng số 34 cột điện của dự án đường dây 500 kV qua Hưng Yên sẽ hoàn thành đầu tiên, gồm 309, 310 và cột điện 311. Thì với cái tiến độ như chủ đầu tư đưa ra là 31 tháng 5 là phải xong hoàn thành, thì đơn vị chúng tôi cũng đang cố gắng để thực hiện theo đúng cái mốc tiến độ đấy. Các cái vị trí cột khác thì bên chủ đầu tư cũng đang tiến hành cấp cột, thì chúng tôi cũng theo cái kế hoạch cấp cột của chủ đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp nhận và xây dựng tiếp các cái vị trí cột tiếp theo để đáp ứng theo cái tiến độ chung của dự án và tiến độ của chủ đầu tư đưa ra. Được biết, hiện giai đoạn lắp kết cấu thép và kéo dây cáp truyền tải điện, Hưng Yên có 25 điểm giao nhau giữa đường dây thi công 500 kV với đường điện đang vận hành. Ngành điện Hưng Yên đã có phương án và sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang là xu hướng tất yếu để giảm chi phí lao động, tăng năng suất cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Trong đó, việc phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái tuy còn khá mới nhưng bước đầu cho nhiều hiệu quả đáng ghi nhận, được xem là một bước đột phá trong sản xuất của ngành nông nghiệp. Thiết bị này có tính tự động cao, có thể xác định được chính xác lượng thuốc cần phun xịt cho một diện tích nhất định. Ngoài ra còn xác định chính xác hành trình bay, độ cao và tốc độ bay. Phun chính xác đồng đều không bỏ sót. Do vậy, ngoài tiện lợi hiệu quả, còn giúp nông dân giảm bớt gánh nặng trong việc mang bình thuốc trên vai để đi phun, giải quyết được công lao động cho nông dân tại địa phương hiện nay rất khó khăn, đồng thời phun thuốc đồng loạt trên diện tích lớn. Theo đánh giá, thời gian phun thuốc bằng máy bay không người lái trên đơn vị diện tích giảm so với cách phun truyền thống bằng bình phun tay từ 50 giờ xuống còn 1,5 giờ cho 5 hecta lúa. Tổng lượng thuốc sử dụng giảm một nửa so với cách phun truyền thống, đồng thời không ảnh hưởng đến sức khỏe nông dân. Chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ bước vào vụ thu hoạch vải lai chín sớm Phù Cừ. Thời điểm này, các hộ trồng vải trong huyện đang tích cực chăm sóc những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị giao cho thương lái, đồng thời tích cực tìm giải pháp để kết nối tiêu thụ cho nông dân. Hộ ông Nguyễn Văn Khương tại thôn Phạm Xá, xã Bình Tiến, năm nay có gần 5.000 m2 trồng vải, tăng khoảng 1.000 m2 so với năm 2022. Do gia đình ông đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ vải năm nay ông Khương ước thu được 11 tấn quả với giá bán dự kiến 20.000 đồng một kg. Vải đã chuẩn bị thu hoạch. Hiện nay là vải rất đẹp, sai, không có bị sâu si gì cả. Mong muốn của nhân dân chúng tôi rất quan tâm về gọi cái giá cả, cái phần thu nhập của nhân dân được cao hơn để cho mọi người dân chúng tôi an tâm sản xuất cái thu của cây vải lai chín sớm này. Năm nay thì sản lượng vải của xã Minh Tiến thì ước là sẽ cao hơn năm 2023. Chất lượng thì cũng được đánh giá là sẽ là ngon hơn. Chương trình xúc tiến để làm sao giới thiệu quảng bá sản phẩm, mong muốn sao kết nối nhiều cái đầu mối tiêu thụ với bà con nhân dân để tránh cái việc là tiểu thương ép giá. Hiện toàn huyện Phù Cừ có khoảng 850 hectare diện tích trồng vải lai chín sớm, chủ yếu tại các xã phía Nam như Minh Tiến, Tiên Tiến, Tam Đa. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi về chất đất thổ nhưỡng tại các xã phía Nam, quả vải lai chín sớm sẽ cho thu hoạch trước các loại vải khác khoảng 20 ngày, ước năm nay sẽ thu khoảng 13.000 tấn quả. Chúng tôi kết hợp cùng với doanh nghiệp thu mua cái nông sản cho bà con, để tuyên truyền cho bà con là chúng ta thu hoạch đúng theo cái độ chín của quả vải để tránh mất cái chất lượng, cho người tiêu thụ sản phẩm người ta yên tâm và người ta tin tưởng vào cái sản phẩm của mình. Dự kiến ngày 19 tháng 5, huyện Phù Cừ sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải lai chín sớm tại xã Tam Đa. Hội nghị có khoảng 50 doanh nghiệp thương lái tới tham dự, giúp bà con mở rộng thị trường tiêu thụ vải lai chín sớm được thuận tiện. Ngoài ra, huyện cũng tuyên truyền bà con trồng vải thu hoạch vào đúng vụ để đảm bảo thương hiệu và chất lượng của quả vải. Được biết, vải lai chín sớm Phù Cừ ngoài tiêu thụ trong nước còn được xuất khẩu sang Trung Quốc và đưa vào chế biến để phục vụ thị trường các nước Đông Âu. Đối với các xã phía Nam của huyện Phù Cừ thì ngoài việc tiếp tục mở rộng các diện tích trồng cây vải lai chín sớm theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chúng tôi quan tâm thêm khuyến khích cũng như là hướng dẫn bà con thực hiện việc ghép cải tạo cây vải trứng Hưng Yên trên cây vải lai chín sớm nhằm tạo ra một cái sản phẩm có cái sức hút mới trên thị trường. Qua
Qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hưng Yên phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang có tên Trại hè kỹ năng, Học kỳ Công an, Nhân dân, Trại hè Học kỳ Quân đội, Học kỳ Công an 2024, Chiến sĩ Công an nhỏ 2024 với giao diện, tên, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan công an quân đội của các đơn vị địa phương. Từ đó, mạo danh và đăng tải các nội dung như phụ huynh liên hệ cho con em tham gia chạy hè 2024 để có trải nghiệm và nhận nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Nhận tiền đặt cọc của người tham gia rồi chặn liên lạc chiếm đoạt tiền. Để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác trước hình thức mạo danh các đơn vị tổ chức chạy hè để lừa đảo. Khi nhận được các trang Facebook có nội dung tương tự như trên, cần trực tiếp tới cơ quan, đơn vị cụ thể, thực tế để xác minh thông tin, không thực hiện việc đăng ký tham gia khi chưa xác định rõ cơ quan, đơn vị tổ chức, không cung cấp các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại để các đối tượng lợi dụng khai thác. Trong trường hợp nếu bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Mặc dù đã có nhiều bài học đắt giá từ nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng, cũng như những phương thức thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng phạm tội thường sử dụng được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, vẫn có không ít người dân vẫn sập bẫy. Đây chính là câu chuyện dài kỳ để lại bài học đắt giá về ý thức cảnh giác, kỹ năng tự bảo vệ mình cho mỗi cá nhân. Ban đầu này em xem video này là thu nhập từ 300 đến 500, mà tức là mình chỉ nạp vào có 350.000 thôi. Đây thì sau khi nhắn tin thì họ gửi cho em cái đường link. Đầu óc lúc đấy mụ mẫm rồi, không biết cái gì nữa rồi. Chỉ biết làm sao đi vay được để đút tiền vào thôi. Nhiều khoản chứ. Người phụ nữ này đã click vào xem và từ đây chị đã mất trắng số tiền gần 3 tỷ đồng chỉ vỏn vẹn cho vòng 5 ngày. Tôi về nhà cái thời gian đấy em khổ lắm chị ạ. Nhà cửa thì coi như là mình cũng mất, mà bây giờ thì anh em chị em rồi là thế nọ thế kia bảo em đủ các kiểu. Đừng ai theo cái vết xe đổ của em nữa, bởi vì là mình chỉ có lướt Facebook và trắng tài sản mình, nhà cửa thì tan nát. Đấy là họ đánh vào cái tâm. Trong sáng ngày 15 tháng 8 năm 2023, fanpage của Chi đoàn An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận được trình báo của một nạn nhân nam trên địa bàn huyện Văn Lâm về việc bị lừa đảo mất số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bằng chiêu trò quen thuộc, mời chào nạn nhân làm cộng tác viên online, chỉ trong vòng 2 ngày, nạn nhân đã sập bẫy. Thanh toán đơn hàng qua Lazada, vì lúc ấy mà em cũng đi cuống rồi, nhưng mà thôi thì đành phải may tiền để lột vào, xong rồi làm cho nhanh, xong rồi để rút tiền về. Dạ, vâng. Nhưng mà không ngờ là đến lúc mình làm xong rồi, nó lại bảo là mình đi quá thời gian. Còn với chiêu trò giả danh là cán bộ cơ quan điều tra, đối tượng lừa đảo đã gọi điện cho một nạn nhân 37 tuổi tại huyện Ân Thi, nói chị có liên quan đến một vụ án rất nghiêm trọng. Chị đã làm theo yêu cầu của đối tượng. Hai ngày sau, chị mới phát hiện số tiền gần 2 tỷ đồng của mình trong tài khoản đều đã bị mất hết. Họ dọa nhiều thì cái tâm lý của mình mới bị mình đập vào cái đường link của họ cho ấy. Tài khoản của mình bị lấy vào không biết. Theo số liệu thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 66 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các cái đối tượng đánh vào lòng tham là tác động tâm lý đến người dân và mời chào tham gia các chương trình, thực hiện các cái nhiệm vụ và thu về cái lợi nhuận rất là cao trong cái thời gian ngắn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, thời gian qua, cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác trước những chiêu trò của đối tượng lừa đảo qua không gian mạng. Lực lượng công an sẽ không bao giờ làm việc qua online, mà tất cả trong quá trình làm việc thì chúng tôi đều gửi giấy mời, giấy triệu tập và trực tiếp là có cán bộ công an đến tận nơi để mời cái đương sự, mời người liên quan đến làm việc. Tuyệt đối là không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng, là không tham gia làm cộng tác viên online khi không biết họ là ai, và không tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng, và không chuyển lột tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai.
mà tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác và không truy cập vào các đường link gắn kèm cái nội dung tin nhắn lạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.